trong hai năm 2020 và 2021, cơ quan công an nhận được nhiều đơn thư tố cáo một số người sống tại tỉnh thất Bồng Lai đã thực hiện 3 hành vi gồm lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ có được, cơ quan chức năng đã tập trung điều tra và khởi tố, truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù. Các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương mỗi người 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Cao Thị Cúc 3 năm tù. Nhưng ít ai biết, điểm mấu chốt làm tung hê những bí mật ở tỉnh thất Bồng Lai lại xuất phát từ một nhân vật đầy bất ngờ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Nhân vật bí ẩn giúp khám phá điều kinh hoàng ở tỉnh thất Bồng Lai. Cho đến thời điểm hiện tại, những diễn biến trong vụ án xảy ra ở tỉnh thất Bồng Lai vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Nhân vật khơi nguồn khiến những bí mật của thầy ông nội Lê Tùng Vân cùng các đệ tử ở đây bị phơi bày lại là một người với số phận vô cùng đặc biệt, đó chính là Võ Thị Diễm My. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 năm 2019, thời điểm ông Võ Văn Thắng, cha của Võ Thị Diễm My, sinh năm 1999, thường trú khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cùng với nhiều người thân đã đến tỉnh thất Bồng Lai để tìm kiếm con gái. Khi đến nơi, một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa nhóm của ông Thắng và những người đang sống tại địa điểm này. Lê Thanh Nhị Nguyên, một cá nhân tự xưng là người đang tu hành ở đây, đã dùng một chiếc xe đồ chơi bằng nhựa ném vào nhóm của ông Thắng, trúng tay bà Châu Vinh Hóa. Bà Hóa, trong cơn bức xúc, đã ném trả một mảnh gạch men vỡ vào Nhị Nguyên, gây ra thương tích cho anh ta. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, gia đình ông Thắng bất lực quay trở về thành phố Hồ Chí Minh. Còn những người ở tỉnh thất Bồng Lai lưu loa lên rằng họ bị mất 300 triệu đồng cùng một viên đá thạch anh nặng 7 kg. Đến ngày 30 tháng 10 năm 2019, theo Lê Thanh Huyền Trân, sinh năm 2002, xác nhận thông tin Võ Thị Diễm My có mặt ở tỉnh thất Bồng Lai. Theo Huyền Trân, sau khi Diễm My trở lại, đại diện tỉnh thất lại đến công an xã Hòa Khánh Tây làm thủ tục đăng ký lưu trú và được chấp thuận. Hiện giờ, Diễm My vẫn còn mệt, nhưng nhiều khách đến đây đều muốn nhìn tận mặt cô. Huyền Trân thời điểm đó cho biết, một số người sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, 59 tuổi, cũng là địa điểm hoạt động tự phát của tỉnh thất Bồng Lai, rất vui mừng khi Diễm My xuất hiện. Trong chiều 1 tháng 11 năm 2019, Công an huyện Đức Hòa cho biết bước đầu lại lấy lời khai của Diễm My và làm việc với cha mẹ cô. Riêng việc đăng ký lưu trú của Diễm My thuộc thẩm quyền công an xã. Theo My, khi làm việc với Công an huyện Đức Hòa, cô khai báo mọi sự việc liên quan đến cá nhân dẫn tới cha mẹ, người thân làm điều không tưởng đối với tỉnh thất Bồng Lai. Liên quan đến vụ tìm kiếm Võ Thị Diễm My, vào ngày 13 tháng 12 năm 2019, tức là sau gần 2 tháng xảy ra vụ ẩu đả ở tỉnh thất Bồng Lai, tài khoản YouTube Nhất Nguyên Hoàn Nguyên Official đăng tải clip có tên Cầu cứu gấp, tỉnh thất Bồng Lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc mất tích tại đồn công an. Nhất Nguyên đã nói trong clip, yêu cầu công an trả Diễm My ra đây, mấy anh bắt cóc Diễm My vậy rồi mấy anh đổ lỗi cho tôi. Với mục đích đăng tải clip là để cầu cứu cho Diễm My và cho cộng đồng mạng biết sự thật sau khi làm việc với công an huyện Đức Hòa, cô mất tích tại đồn công an. Lê Thanh Nhất Nguyên là người trực tiếp tham gia và sử dụng điện thoại quay clip ghi lại sự việc ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại công an huyện Đức Hòa. Quay xong, Nhất Nguyên đăng tải lên tài khoản YouTube. Ngoài Nhất Nguyên, Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Cao Thị Cúc, Lê Thanh Nhị Nguyên và hai người ở tỉnh thất Bồng Lai là Lê Thanh Nhất Tuệ, Lê Thanh Huyền Trân là những người tham gia sự việc trên. Đồng thời, bà Lê Thu Vân đã nói trước đám đông tụ tập, công an huyện Đức Hòa bắt cóc người bà con ơi, công an huyện Đức Hòa bắt cóc con người ta không thả ra nè. Sau khi bị khởi tố, nhóm người tại tỉnh thất Bồng Lai hay Thiền Am bên bờ vũ trụ đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật, khai thác dữ liệu lưu trữ trong ổ cứng, lấy ra từ máy vi tính thu giữ trong phòng của Lê Thanh Nghị Nguyên. Cơ quan điều tra xác định 7 file clip và 3 file ghi âm đã thể hiện rõ nhóm người ở tỉnh thất Bồng Lai, Thiền Am bên bờ vũ trụ, gây rối, xuyên tạc, xúc phạm công an huyện Đức Hòa. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra xác định các bị can đã cố ý sử dụng các file clip và file ghi âm để biên tập thành clip hoàn chỉnh. Cầu cứu gấp,
Tịnh Thất Bồng Lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc mất tích tại đồn công an. Từ hành vi này cùng hàng loạt hành vi khác, ngày 3 tháng 1 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai. 3 ngày sau, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố bị cáo đối với Lê Tùng Vân, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương. Đồng thời, ra lệnh bắt bị cáo để tạm giam đối với Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương. Riêng bị cáo Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tại phiên xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Lê Tùng Vân cùng 5 đối tượng ở Tịnh Thất Bồng Lai thực hiện, ngày 21 tháng 7 năm 2022, tranh luận tại tòa, các bị cáo lần lượt cho rằng một số lời khai trước đây trong các biên bản là vì bị ép buộc. Các bị cáo còn dẫn giải ra một số xưng hô trên phim, lời ca từ trong bài hát để bào chữa cho mình, để cho rằng bản thân không xúc phạm tôn giáo theo cáo trạng quy kết. Đặc biệt, các bị cáo cho rằng rất tôn sùng và coi ông Lê Tùng Vân là Phật sống, là bậc vị nhân. Ông Lê Tùng Vân có bộ sách gồm 4 quyển liên quan về tôn giáo, có giá trị rất sâu sắc, siêu phàm nhưng đã bị ngành chức năng thu giữ, bị cáo Nhất Nguyên nói. Các bị cáo còn cho rằng mình không có tội và không xúc phạm, phỉ báng tôn giáo. Bị can Lê Tùng Vân nói rằng gia đình và những người ở Tịnh Thất Bồng Lai là nhân tài, nhất là về văn thơ. Nhưng lại bị kìm hãm, bị cáo cũng cho rằng không giả mạo Đức Phật, ảnh hưởng Phật giáo và nói rằng có quyền tu theo cách của mình. Tranh luận tại tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị hại nói không đồng tình với nhiều vấn đề mà luật sư bảo chữa cho các bị cáo nêu ra. Ngoài ra, luật sư của bị hại cũng rất đồng tình với bản cáo trạng và quan điểm luận tội mà đại diện Viện Kiểm sát đã nêu. Việc các bị cáo có hành vi xúc phạm, vu khống cá nhân, tổ chức theo cáo trạng truy tố là có cơ sở, khách quan. Mặt khác, luật sư của các bị hại cũng cho rằng các bị cáo đã mạo xưng tôn giáo, tự xưng là cơ sở thờ tự tôn giáo. Đồng thời cũng cho rằng các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ tội bởi luôn cố tình che giấu, quanh co, chối tội, ngụy biện. Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm ngày 21 tháng 7 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương mỗi người 4 năm tù, bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Cao Thị Cúc 3 năm tù. Trong phiên phúc thẩm ngày 3 tháng 11 năm 2022, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo. Thời gian chấp hành án tính từ ngày tòa án ra phán quyết. Tội loạn luân của Lê Tùng Vân chính thức bị phơi bày. Một trong những tội danh gây bức xúc trong dư luận thời gian qua đó là tội danh loạn luân xảy ra ở Tịnh Thất Bồng Lai. Qua nguồn tin tố giác những đứa trẻ ở Tịnh Thất Bồng Lai không phải là trẻ mồ côi như Lê Tùng Vân và những người lớn sinh sống tại đó thông tin. Những đứa trẻ này có mối quan hệ huyết thống với những người lớn đang sinh sống cùng tại đây. Để phục vụ điều tra, sáng 24 tháng 9 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã đến hộ bà Cao Thị Cúc để lấy mẫu xét nghiệm ADN những trẻ em và người lớn đang sinh sống tại đây. Đến chiều cùng ngày, việc lấy mẫu đã hoàn tất, trong đó có 10 trẻ em, lớn nhất là 8 tuổi, nhỏ nhất là 14 tháng tuổi. Ngày 29 tháng 9 năm 2022, Công an tỉnh Long An cho biết, sau khi ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hộ Cao Thị Cúc, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Cơ quan An ninh Điều tra đã phối hợp với các cơ quan chức năng thu mẫu tóc, mẫu niêm mạc miệng của 27 người, một trường hợp không có mặt khi cơ quan điều tra tiến hành thu mẫu. Cơ quan An ninh Điều tra đã gửi các mẫu này đến Phân viện Khoa học Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh để giám định. Quá trình thu mẫu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, có sự chứng kiến của các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, phần lớn các thành viên sinh sống trong hộ Cao Thị Cúc có hành vi chống đối, không hợp tác với cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, trong quá trình lấy mẫu ADN, một số người dù không liên quan vụ việc do Cơ quan An ninh Điều tra thụ lý đã kéo đến hộ bà Cao Thị Cúc, đập cửa, quay phim, ghi hình, có những lời nói xuyên tạc, xúc phạm, vu khống cơ quan chức năng. Sau đó, họ đăng lên tài khoản YouTube có số lượng lớn người theo dõi nhằm mục đích dẫn dắt dư luận trong và ngoài nước. Sau khi Phân viện Khoa học Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh trả kết quả giám định 28 người ở Tịnh Thất Bồng Lai, ngày 28 tháng 10 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã có kết quả giám định ADN những người liên quan đến hộ bà Cao Thị Cúc,
xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi từng tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai hay Thiền Am bên bờ vũ trụ. Cơ quan an ninh điều tra đã thông báo kết quả giám định ADN này đến những người liên quan. Tuy nhiên, vì để đảm bảo tôn trọng quyền con người và liên quan đến cuộc sống của nhiều trẻ em, thông tin này không cung cấp rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách rộng rãi. Kết quả giám định này có thể để cơ quan an ninh điều tra xem xét việc khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội loạn luân, thông tin từ cơ quan an ninh điều tra cho biết. Sau gần 2 năm tiến hành thụ lý, điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân đối với con ruột, ngày 19 tháng 4 năm 2024, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, về tội loạn luân. Cuối cùng, sự thật trần trụi về Tịnh Thất Bồng Lai và thầy ông nội Lê Tùng Vân, người được các đệ tử thường suy tôn là Phật sống, đã chính thức được phơi bày. Truy tìm 5 người liên quan vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Ngày 5 tháng 5 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, 31 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cha Lê Tùng Vân, mẹ Lê Thu Vân. Việc truy tìm này, theo Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An là nhằm phục vụ công tác điều tra vụ loạn luân phát hiện năm 2021 tại hộ bà Cao Thị Cúc ở cùng địa chỉ. Đây cũng là nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Trong vụ án này, hôm 19 tháng 4 năm 2024, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi. Theo quyết định, Lê Thanh Kỳ Duyên là người có liên quan vụ án, hiện không rõ đang ở đâu nên cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra. Bên cạnh đó, ngày 13 tháng 5 năm 2024, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh có văn bản khẩn gửi các bệnh viện công lập và ngoài công lập, Trung tâm Y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Phòng Y tế quận, huyện về việc phối hợp rà soát cung cấp thông tin, tài liệu khám chữa bệnh. Danh tính của 3 người này được xác định là Lê Thanh Huyền Trang, sinh năm 1993, Lê Thanh Kỳ Duyên, sinh năm 1993, cùng từng ở các nơi như ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An và Vòng Kim Xuân, sinh năm 1995, từng ở ấp 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Căn cứ Điều 88 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An yêu cầu Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án trên. Cụ thể, từ năm 2006 đến nay, 3 đối tượng trên có khám, chữa bệnh, khám thai, sinh con tại các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hay không? Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tiến hành rà soát thông tin khám chữa bệnh của các đối tượng trên và gửi kết quả và tài liệu liên quan đến Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Long An trước ngày 23 tháng 5 năm 2024. Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An cũng ra thông báo truy tìm Võ Thị Diễm My, sinh năm 1999, thường trú khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Chỗ ở khác, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Người này bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra vụ án, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Việc truy tìm theo công an tỉnh là có nhận được đơn của người thân Diễm My về việc mất tích. Gia đình cũng có tố cáo về việc những người ở Tịnh Thất Bồng Lai đã có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My. Ngoài ra, ngày 12 tháng 6 năm 2023, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm 3 người trước đây là luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai, gồm Nguyễn Văn Miếng, 57 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Đào Kim Lân, 56 tuổi, ngụ phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh và Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, thông báo của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an về việc phát hiện và báo tin cho Công an tỉnh Long An về 3 người trên có những hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn clip, những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Công an tỉnh Long An cho biết, là cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An thụ lý kiểm tra, xác minh tin báo và đã gửi giấy triệu tập nhiều lần 3 người này, nhưng không ai đến để làm việc và không có lý do vắng mặt.
các đệ tử ở Tịnh Thất Bồng Lai xem Lê Tùng Vân như Phật sống. Ông Lê Tùng Vân sinh năm 1932, hộ khẩu thường trú ở phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, chuyển về đây sinh sống cùng hộ bà Cao Thị Cúc từ năm 2015. Tuy nhiên trước đây, ông Vân tạm trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và tự phong là giám đốc trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức. Đến năm 2007, sau hoạt động không đúng theo quy định pháp luật về điều kiện vật chất, vệ sinh môi trường tại cơ sở không đảm bảo theo quy định, việc chấp hành đăng ký tạm trú và đăng ký nhận con nuôi không tuân thủ theo quy định. Ngày 25 tháng 7 năm 2007, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh có quyết định chấm dứt hoạt động đối với cơ sở Thánh Đức. Đến năm 2015, ông Vân bán hết đất đai tại địa chỉ trên về tạm trú tại hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và hành nghề nhận nuôi con nuôi làm từ thiện. Tuy nhiên thực tế, đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Thời gian qua, nơi đây đã lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ, không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người. Đặc biệt, nhóm người của Tịnh Thất Bồng Lai đã sử dụng nhiều tài khoản, mạng xã hội cá nhân khác nhau đăng tải nhiều video, clip với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây. Lúc đầu, do chưa hiểu rõ vấn đề, bản chất nên dư luận ủng hộ Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, sau khi nhiều báo thông tin về việc chấp hành đăng ký tạm trú, tạm vắng và đăng ký nhận con nuôi không tuân thủ quy định của pháp luật, cùng với những chiêu trò lợi dụng tôn giáo, lợi dụng nuôi trẻ mồ côi để trục lợi, gắn mác tu hành nhưng lại sinh hoạt, sinh sống như những người bình thường. Liên quan đến sự việc trên, mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin tố cáo các hoạt động nhận nuôi trẻ sai quy định, lừa đảo, quan hệ với trẻ vị thành niên, bị bệnh tâm thần và các hoạt động phức tạp của ông Lê Tùng Vân trước đây. Về việc này, cơ quan chức năng ở tỉnh cũng nhận được nhiều thông tin ở nhiều nơi gửi đến phản ánh, tố cáo ông Lê Tùng Vân với nội dung tương tự như trên mạng xã hội. Thời điểm đó, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa đang tiếp tục làm việc với bà Cúc và những người phụ nữ đang tạm trú tại đây để làm rõ thêm về nội dung liên quan đến vấn đề trẻ em. Trong khi đó, liên quan đến tôn giáo, cơ quan chức năng khẳng định đây không phải là cơ sở tôn giáo. Về việc này, Hòa Thượng Thích Minh Thiện, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An đã có văn bản khẳng định Tịnh Thất Bồng Lai, xã Hòa Khánh Tây không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý. Những người đang sinh sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ Phật giáo. Do đó, không liên quan đến sự quản lý của giáo hội. Sự việc mang tính chất lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để lừa gạt lòng tin của tín đồ Phật giáo để trục lợi. Đồng thời, theo thông tin từ ngành chức năng thì kết quả xác minh cho thấy số trẻ em, thanh niên sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai, Thiền Am bên bờ vũ trụ đa số là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân chứ không phải trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Lúc đầu, do chưa hiểu rõ vấn đề, bản chất nên dư luận ủng hộ Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, sau khi nhiều báo thông tin về việc chấp hành đăng ký tạm trú, tạm vắng và đăng ký nhận con nuôi không tuân thủ quy định của pháp luật, cùng với những chiêu trò lợi dụng tôn giáo, lợi dụng nuôi trẻ mồ côi để trục lợi, gắn mác tu hành nhưng lại sinh hoạt, sinh sống như những người bình thường, thì dư luận xã hội đã hiểu rõ bản chất, hoạt động của nhóm Tịnh Thất Bồng Lai nên đã chuyển hướng sang lên án, phê bình. Trước thực tế trên, ngày 1 tháng 1 năm 2020, ông Lê Tùng Vân đã làm lễ đổi tên Tịnh Thất Bồng Lai thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Về tên gọi thầy ông nội, trở lại năm 2019, clip với tên gọi Năm chú tiểu phần 2, người lớn mừng tuổi thầy ông nội ngày mùng 1 Tết, đăng tải ngày 2 tháng 7 năm 2019 lên nền tảng mạng xã hội YouTube để phục vụ người hâm mộ theo lời chia sẻ của người ở Tịnh Thất Bồng Lai. Trong clip, ông Lê Tùng Vân mặc trang phục màu vàng, ngồi trước tượng Phật và lư hương để một số người quỳ lạy, thắp nhang. Trong lúc quỳ lạy, bị can Lê Thu Vân, sinh năm 1957 nói: "Kính lạy Đức Thầy Bổn Sư Giáo Chủ, giải thoát hiện sinh, truyền đạo, Hồng Hạc Vân Du." Sau khi quay xong clip, Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên, hai đệ tử ở Tịnh Thất Bồng Lai trình cho ông Lê Tùng Vân xem lại và thống nhất trước khi thầy ông nội cho phép đăng lên tài khoản YouTube Năm chú tiểu Thiền Am bên bờ vũ trụ. Hoàn Nguyên xác định các nghi thức, thủ tục cúng bái, quỳ lạy được thể hiện trong clip là do ông Lê Tùng Vân quy định và đặt ra. Mục đích đăng tải lên YouTube được Hoàn Nguyên khai rằng để cộng đồng mạng, người hâm mộ xem hoạt động của nhóm người tại Tịnh Thất Bồng Lai, Thiền Am bên bờ vũ trụ. Sau clip này, ông Lê Tùng Vân thường được gọi là thầy ông nội.
ngày 31 tháng 12 năm 2021, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An ra kết luận giám định về nội dung clip trên. Theo đó, clip có thời lượng 18 phút 41 giây, 452.313 lượt xem và 1.500 lượt bình luận. Trong đó, đoạn từ phút 2 phút 27 giây đến 2 phút 42 giây đã mạo danh Đức Phật, xúc phạm Phật giáo, đoạn từ 6 phút 6 giây đến 6 phút 13 giây đã mạo xưng Đức Phật. Từ hành vi này cùng hàng loạt hành vi khác, ngày 3 tháng 1 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. 3 ngày sau, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương, đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương, riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú. Những người ở tỉnh Thất Bồng Lai sống biệt lập với người dân xung quanh. Những sự việc lùm xùm tại tỉnh Thất Bồng Lai, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã xảy ra nhiều năm qua nên không còn là chuyện gì xa lạ với người dân, nhất là với những người đang sinh sống gần đó. Theo ông Đê, một người ở gần tỉnh Thất Bồng Lai, địa điểm này bỗng dưng nổi danh vào khoảng năm 2016-2017, sau khi trên mạng xã hội tung tin thất thiệt rằng tại đây có hoa ưu đàm ngàn năm mới nở. Tiếp sau đó, hai người sinh sống tại đây xưng là người tu hành đi thi hát bolero, rồi một nhóm trẻ đi thi thách thức danh hài và đoạt giải cao. Đỉnh điểm là việc một nhóm người tìm đến tỉnh Thất Bồng Lai, tìm con gái rồi xảy ra xô xát, gây thương tích và dẫn đến tố cáo, khiếu kiện ra tòa án. Sau đó, một loạt vấn đề gây bức xúc dư luận khác như tự xưng cơ sở tu hành, lợi dụng hoạt động tôn giáo. Ngoài ra, một số người ở tỉnh Thất Bồng Lai còn nhiều lần đưa lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương và uy tín của chính quyền sở tại. Cũng vì nhiều chuyện xảy ra nên tỉnh Thất Bồng Lai được nhiều người để ý, quan tâm. Thế nhưng, là người ở địa phương, tôi thấy cổng của tỉnh Thất Bồng Lai thường xuyên đóng kín, bảng thông báo tạm ngưng tiếp khách cũng thường xuyên được dán trên cánh cửa, ông Đê băn khoăn. Theo bà NTV, cũng ở gần tỉnh Thất Bồng Lai, người địa phương hiếm ai nhìn được vào bên trong. Thỉnh thoảng, một vài đoàn từ thiện đến, họ mở cửa và đóng lại ngay. Những người sinh sống trong đó đi ra ngoài nhưng hầu như không tiếp xúc hàng xóm và giữ thái độ biệt lập với người bên ngoài. Mọi sinh hoạt của họ đều diễn ra lặng lẽ bên trong hàng rào và cánh cửa luôn đóng kín, bà V cho biết. Người dân địa phương thông tin, khu vực tỉnh Thất Bồng Lai hiện nay được bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An mua lại nhà, đất gần 2.000m2 từ năm 2014 rồi chuyển về đây sinh sống. Sau đó, sửa chữa lại làm điểm tu tại gia. Từ năm 2015, ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, hộ khẩu thường trú quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà Cúc. Người dân địa phương rất bức xúc khi thời gian qua, nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Để kêu gọi lòng tốt của những người trong và ngoài nước giúp đỡ nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội. Mấy năm nay, nhiều sự việc ồn ào đã xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, tôi cũng không rõ đâu là sự thật. Gần đây, qua thông tin công khai từ cơ quan chức năng trên báo chí, tôi đã hiểu rõ về nơi này hơn. Thông tin đó đã giúp cộng đồng trong và ngoài nước nhìn nhận, hiểu rõ, đúng bản chất vụ việc. Qua đó, không để bị nơi này lợi dụng ủng hộ rồi tư lợi, ông Lê Quang Huy, ngụ huyện Đức Hòa bày tỏ. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Long An, vụ án này đã có dư luận từ rất lâu, nhưng để đủ cơ sở chứng cứ thì cần phải thu thập trong thời gian dài. Cụ thể, khi Thanh kiểm tra xong thì tỉnh kết luận đây không phải là cơ sở tôn giáo. Sau đó, phải thu thập nhiều chứng cứ khác có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo như một thủ đoạn gian dối nhằm trục lợi, chiếm đoạt tài sản của người khác để sử dụng vào mục đích không chính đáng. Người thực hiện có thể bị xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi là một trong những hành vi bị cấm. Do đó, pháp luật sẽ xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng nhằm trục lợi, đem về lợi ích vật chất không chính đáng cho cá nhân. Ngoài ra, khi công an giải quyết các vụ việc có liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ, thì những người ở đây đưa các thông tin lên mạng xã hội sai sự thật làm ảnh hưởng đến hoạt động các cơ quan địa phương. Quan điểm của tỉnh là xử lý đến nơi đến chốn và đúng quy định pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và cũng không làm oan sai bất cứ ai, vị lãnh đạo này khẳng định.
Sau khi Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án liên quan Tịnh Thất Bồng Lai, người dân địa phương rất hoan nghênh, mong muốn những ẩn khuất, vi phạm ở đây sẽ sớm được làm rõ. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Long An, quan điểm của tỉnh là xử lý đến nơi đến chốn và đúng quy định pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và cũng không làm oan sai cho bất cứ ai liên quan vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.